Những thành tựu sau gần 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 28 năm đổi mới cho thấy nông nghiệp vẫn là ngành có nhiều đóng góp quan trọng cho nền kinh tế nước nhà. Vai trò vị trí của người nông dân luôn được Đảng và Nhà nước tôn vinh và đánh giá cao đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nước. Trong suốt thời gian qua, nông dân không ngừng học hỏi, đổi mới, có nhiều sáng tạo để góp phần đưa nông nghiệp nước nhà từ thuần nông sang nông nghiệp chuyên sâu. Và giờ đây, trong thời kỳ hội nhập, đòi hỏi nông nghiệp phải phát triển theo hướng hiện đại hóa. Theo đó, nông dân cũng phải chuyển mình cùng những yêu cầu mà dòng chảy thời cuộc đặt ra. Một thế hệ nông dân không đơn thuần chỉ dùng sức lao động để làm giàu, mà phải biết dùng khả năng sáng tạo, sự đổi mới trong tư duy sản xuất để vươn lên. Một trong những chính sách được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu là làm thế nào để người nông dân Việt Nam thật sự được làm chủ trên mảnh vườn thửa ruộng của mình. Với nhiều chính sách cải cách khác nhau như sự ra đời của Chỉ thị 100 ngày 31 tháng 1 năm 1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về cải cách công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã, kế đến là Nghị quyết số 10 ngày 5 tháng 4 năm 1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý nông nghiệp đã tạo cơ sở quan trọng để kinh tế nông hộ phát triển. Rồi Nghị định số 12 của Chính phủ ngày 3 tháng 2 năm 1993 tạo điều kiện đối với việc giao khoán đất trong nông lâm trường, thúc đẩy hình thức kinh tế trang trại quy mô lớn ra đời. Từ đó đến nay, hàng chục triệu hộ nông dân đã không ngừng tăng gia sản xuất, hướng đến cuộc sống ấm no. Nhìn lại thành tựu chung của kinh tế đất nước như giữ được vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê, hồ tiêu, là một trong 10 nước hàng đầu về xuất khẩu thủy sản, phải nhắc đến vai trò của hàng triệu hộ dân làm nông nghiệp đã tạo ra khối lượng hàng hóa lớn phục vụ xuất khẩu. Nhiều mặt hàng nông sản như gạo, gỗ, thủy sản, cà phê, cao su có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Hàng triệu nông dân sản xuất giỏi, có thu nhập cao. Điều này càng cho thấy nông nghiệp sẽ vẫn tiếp tục là lĩnh vực quan trọng để phát triển kinh tế nước nhà. Thế nhưng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, rõ ràng kinh tế hộ riêng lẻ đã không còn phù hợp nữa. Họ rất dễ bị tổn thương trước những biến động thường xuyên của thị trường. Đó là chưa kể đến những khó khăn do thiên tai dịch bệnh gây ra. Sau khi Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào tháng 1 năm 2007, thị trường thế giới ảnh hưởng gần như trực tiếp đến nông hộ. Khi xuất khẩu gạo gặp khó khăn, hàng triệu nông dân trồng lúa bị giảm thu nhập. Hay khi ngành chăn nuôi gặp khó, người thua lỗ vẫn chính là nông dân. Ngoài cái kinh tế nông nghiệp thì còn cái kinh tế VAC, nó kinh tế vườn đấy. Thì bây giờ vườn thì bây giờ nó cũng gặp khó khăn. Mình phát động nông dân đó là nuôi gà thả vườn, rồi nuôi vịt dân dân để tăng thu nhập. Thì giá gà bây giờ là hồi Tết thì nó 90-94 ngàn, rồi bây giờ nó còn là có 70 ngàn. Nó rồi cái giá heo thì cũng vậy đó, heo còn 3,4-3,6 triệu đó, nông dân không có lời. Gia đình tôi sống chủ yếu là bằng vườn và chăn nuôi. Nhưng mà qua thời gian qua gần 1.5 năm cho đây thì cái giá heo nó lúc nào cũng là sụt giảm. Và thức ăn thì tăng. Cho nên cái tình hình như vậy nuôi là hiện nay rất là bấp bênh. Cho nên ý định của tôi là hiện nay bỏ chuồng trống. Trong khó khăn cùng các giải pháp tháo gỡ của nhà nước là sự sáng tạo của một bộ phận không ít nông dân. Họ luôn vượt khó tìm đến những cách làm ăn mới. Mới làm quen với cây lúa chừng 20 năm nay, nhưng bằng sự sáng tạo trong cách tính toán của mình, ông Nguyễn Lợi Đức ở xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã tạo nên sự nghiệp mà không phải ai cũng làm được. Hiện tại, gia đình ông đã có hàng trăm hecta ruộng, trước đây là dùng đất xấu, trồng lúa không hiệu quả. Ruộng nhỏ không sửa được, nhưng gom lại thành đồng lớn thì có thể cải tạo thành công bằng cơ giới hóa, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận hơn cho người trồng lúa. Và ông đã kiên trì với ước mơ biến đất khó thành đồng lúa vàng. Rồi ông thành lập công ty sản xuất lúa giống, hàng năm cung cấp hàng ngàn tấn lúa giống cho các vùng trong cả nước. Thường thường mình nói là muốn hiện đại hóa nông nghiệp, mà muốn cơ giới hóa đồng ruộng á, thì mình không thể nào để cho miếng đất nó manh mún như hiện nay. Điển hình như cái trang trại thôi nè, là cơ giới hóa là nó nhiều hơn chỗ khác. Nhưng mà nó cũng vẫn là nó chỉ là cơ giới hóa của từng khâu thôi. Mình chưa thể nào mình nói hiện đại hóa được. Do đó, thì mình muốn cho nó hiệu quả hơn và cho nó có cái lợi nhuận cho nông dân hơn, chỉ có cái nông dân mình phải thay đổi cái tập quán sản xuất thôi. Thì thí dụ như ở đây mình nói là
bây giờ mình muốn ở đây là cái suy nghĩ của tôi thôi. Mình nghĩ làm sao đó là riêng về cái vùng đất này á, thì mỗi một khu vực như vậy là nó 1.000 mét vuông, nó tương đương là khoảng 100 hecta. Thì trong một khu như vậy á, có những khu lớn á, chủ ruộng lớn thì nó cũng khoảng 7-8 người. Có những khu mà chủ ruộng nhỏ thì nó lên tới 20 mấy người. Thì mình làm sao mà mình quy hoạch được cái trong một cái khu này nè, mình không còn phân biệt cái ranh rách của từng nông dân nữa. Thì bây giờ mình đưa 7-8 ông mà trong một khu này, hoặc là hai mấy ông trong một khu gì đó, là mình cứ sang lắp toàn bộ hết trơn. Anh nông dân ảnh chỉ biết là đất của ảnh có diện tích trên giấy tờ, có nghĩa là ảnh không bị mất đất mà không bị xê dịch, mà nó cũng không xảy ra vấn đề mà tranh chấp ganh đất nữa. Thì ảnh mới tập trung lại để mà ảnh phá bờ thửa ra hết trơn, ảnh mới quy hoạch lại và ảnh sản xuất, mới gọi là sản xuất lớn được. Như vậy thì mình mới là cơ giới hóa, và mình sẽ giải phóng cái sức lao động rất là lớn, rồi nó mới giảm được cái chi phí. Nếu ông Nguyễn Lợi Đức khởi đầu sự nghiệp trồng lúa với 3 hecta, thì ông Lê Văn Chính, hay còn gọi là Chính Táo, ở xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, khởi đầu cơ nghiệp chỉ với 4 công đất. Và cho đến nay, đất đai của ông cũng chỉ hơn 1 hecta. Nhưng chỉ với một sáng kiến, ông Chính đã giúp cho hàng trăm hộ dân với trên 330 hecta đất trồng lúa vùng này nâng cao được thu nhập nhờ nghề làm lúa. Trong bối cảnh lúa gạo Việt Nam đối mặt với nhiều sự cạnh tranh trên thế giới, biết rằng cần phải cải tiến chất lượng hạt gạo thông qua công tác giống, ông Chính bắt đầu học nghề làm lúa giống. Thông qua công tác tuyên truyền cũng như các điểm trình diễn thực tế ở nhiều địa phương, người dân bắt đầu thấy rõ. Có được giống lúa tốt, nông dân sẽ làm ra hạt lúa đạt chất lượng cao, năng suất cũng cao, từ đó lợi nhuận tăng lên. Nhờ vậy, nông dân bắt đầu tin vào hạt giống. Ông Chính Táo không có đất đai nhiều, nhưng nhờ khả năng tìm đầu ra cho hạt giống tốt, ông đã mạnh dạn tập hợp nhiều nông dân nòng cốt lại cùng thực hiện ý tưởng với mình. Gần 100 hộ dân làm ăn chung hơn 8 năm qua, nay vẫn rất gắn bó với ông Chính Táo. Nói chung là mình không có liên kết, mình làm không có nổi đâu. Thì qua cái tôi mới liên kết được với chú Chính ở đây, để là chú Chính ở đây chú có cái đủ cái điều kiện, chú có máy là tách hạt nè. Nói chung là mình khử lẫn rồi, trong đó lắm khi nó cũng còn lại. Rồi chú đây là có máy tách hạt, có đủ cái phương tiện để rồi mình liên kết với nhau, rồi đây là làm là như vậy là cái lúa giống mình nó có cái chất lượng, rồi là mình bán nói chung là được cái giá nó cao hơn cái lúa thịt. Mình nói thí dụ bây giờ coi như là lúa người ta, bà con nông dân khác làm lúa thịt công là bán được 4 triệu đi, mình làm bán được 6 triệu hoặc 6 triệu rưỡi đó. Cho nên từ cái chỗ đó cũng có gia đình mình cũng được cái tăng thu nhập thêm. Đối với địa phương, từ khi ông Chính Táo bắt đầu làm lúa giống, phong trào chuyển dịch cơ cấu giống lúa phát triển mạnh, từ đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Trước đây thì cái tập quán của bà con chúng ta thì đa số là xạ những cái loại giống là như là IR504 và sau khi là cái chế độ là của nhà nước cũng có là hỗ trợ là giống cho bà con để chuyển đổi từ cái giống là lúa kém chất lượng chuyển sang là lúa có chất lượng, thì là trên cơ sở là của Chính Táo thì cũng có cung cấp kịp thời. Từ khi mà có cái sự chuyển đổi đến nay đó thì nông dân thì sản xuất cái lúa chất lượng cao thì là đương nhiên nó có những cái thu nhập là nó có cái cao hơn. Xã Sông Lộc không chỉ tự hào vì quê hương có được một doanh nhân xuất thân là nông dân đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp. Họ còn tự hào về ông Chính là người đã có công đưa hạt giống địa phương xuất khẩu sang các nước bạn, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ, khẳng định tay nghề nông dân Việt. Là cái hạt lúa giống, nếu mà mình nói về cái đủ hợp quy quy chuẩn thì mình đi bất cứ nơi nào. Thì tại vì cái hạt lúa giống của mình ở đây là đã được kiểm định, kiểm nghiệm hết, thì cái hợp quy quy chuẩn đã hợp hết. Thì như vậy là không có, bây giờ mình đi tới đâu cũng là yên tâm hết, là nó rất là thuần, cái độ thuần của giống rất là cao. Cái thị trường Campuchia thì hiện nay là được khoảng 3 năm, còn Lào và Myanmar thì một khoảng hơn 1 năm, còn Thái Lan thì cũng khoảng 1 năm. Không chỉ trong sản xuất lúa, nông dân sáng tạo còn thành công trong nhiều lĩnh vực khác. Gần đây, chăn nuôi gia cầm gặp rất nhiều khó khăn, bà con nông dân gặp khó khăn từ chọn giống, kỹ thuật chăn nuôi cho đến khâu tiêu thụ. Cũng có rất nhiều chương trình dự án được triển khai nhằm giúp nông dân khôi phục và phát triển nghề. Thế nhưng, hiệu quả cuối cùng vẫn chưa làm yên lòng người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Hợp tác xã chăn nuôi gà ta Gò Công của tỉnh Tiền Giang có thể xem là một điểm nhấn sáng tạo về mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp của nông dân.
được trao giải thưởng sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Tiền Giang vào năm 2008 về đề tài lai tạo giữa giống gà ngoại và giống gà địa phương để cho ra thế hệ con lai khỏe mạnh, đồng đều, có tên gà ta Gò Công. Ông Nguyễn Quốc Kiệt ở thị xã Gò Công đã dần dần đưa ý tưởng sáng tạo của mình vào khai thác. Ông Kiệt hiểu rõ thị trường đang cần sản phẩm có chất lượng đồng đều, số lượng lớn, cung cấp liên tục và an toàn. Bản thân ông chỉ sở hữu nguồn con giống chất lượng khỏe mạnh và quy trình nuôi an toàn, còn về việc cung cấp cùng một lúc với số lượng lớn và phải liên tục lâu dài thì không có khả năng. Giải pháp được ông Kiệt lựa chọn đó là sự hợp tác của nhiều hộ lại với nhau. Khi mà sáng tạo ra con gà này thì bản thân gia đình tôi sẽ không thể nào mà nhân rộng được cái giống này ra được. Cho nên mình phải liên kết nhiều người, nhưng mà tôi không có chủ hướng là liên kết những người lớn, mà tôi muốn liên kết những người mà nhỏ lẻ. Tại vì cái con gà của tôi là con gà là cần nuôi dài ngày. Đó, thì những cái người nuôi nhỏ lẻ chúng tôi là mới đáp ứng được cái yêu cầu là nuôi dài ngày. Thì con gà khi nuôi dài ngày thì thịt mới ngon. Nhưng mà những người nuôi nhỏ lẻ như vậy một mình họ thì họ sẽ không đáp ứng được cái số lượng và cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Chính cái liên kết như vậy thì hai cái nhược điểm của họ là không an toàn và số lượng không lớn, thì chúng kết hợp với chất lượng con gà tôi thì hiện nay thì cho nên con gà ta và con tôi lớn mạnh như vậy. Sau một thời gian mà chú hợp tác với nhiều bà con rồi thì chú thấy để cho cái hợp tác xã, để cho cái tổ chức của chúng ta nó được đi vào quy củ như ngày hôm nay thì người nông dân đã thay đổi như thế nào ạ? Cái bản chất của người nông dân mình trước đây họ rất là tự do. Họ tính muốn làm gì thì làm. Nhưng mà khi vô hợp tác xã rồi là cái tự do nó phải đi theo một khuôn khổ. Chúng tôi là phải áp dụng là theo một cái quy chế. Là cái quy chế đó khi đặt ra thì tất cả anh em đều thống nhất hết. Thì mình cứ căn cứ quy chế đó mà làm việc, là không có vị nể đó là cũng như là cháu ông chủ nhiệm hay là em ông chủ nhiệm hết, cứ đúng quy chế đó mình cứ làm. Thì như vậy những cái nông dân khác người ta sẽ tin tưởng, người ta sẽ phấn khởi, người ta làm. Vậy là ý tưởng về sự ra đời của một hợp tác xã kiểu mới với các quy định quản lý, phân chia nhiệm vụ, thụ hưởng lợi ích được ông Kiệt kiến thiết chặt chẽ. Đến nay, hợp tác xã đã hoạt động ổn định và hơn 2 năm qua, bà con xã viên ở đây đã sản xuất theo đơn đặt hàng, mỗi ngày cung cấp 1.000 con gà thịt theo hợp đồng cho doanh nghiệp. Số xã viên không ngừng tăng lên và điều đặc biệt là những người tham gia hợp tác xã này không nhất thiết phải cùng địa phương mà chỉ cần có cùng nghề nuôi, cùng ý chí, nguyện vọng và cam kết tuân thủ đầy đủ quy định của hợp tác xã là được. Với thành tích tạo được từ những năm qua, mô hình hợp tác xã Gà Ta Gò Công được tỉnh đánh giá cao về khả năng nhân rộng và có lợi ích cho cộng đồng. Hiện tại, hợp tác xã cũng thu hút được những hộ có nguồn vốn đầu tư với quy trình công nghệ ngày càng được cải tiến. Tâm đắc nhất là tại vì cái hợp tác xã này nó hoạt động theo cái mô hình khép kín, từ sản xuất con giống cho tới cung cấp các dịch vụ, thuốc thú y, thức ăn, rồi bao tiêu sản phẩm đầu ra. Thế là mình chỉ có các chuồng trại là mình chăm sóc thôi, còn tất cả các dịch vụ khác là người ta lo hết cho mình. Trong khi nhiều người vẫn cho rằng làm nông phải có nhiều đất mới mau khá, điều đó vẫn đúng, nhưng cũng có không ít nông dân sáng tạo vẫn có thể làm giàu ngay trên mảnh đất nhỏ quê mình. Anh Trương Văn Phúc ở xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang là một minh chứng. Học xong bằng kỹ sư chăn nuôi trường Đại học Nông Lâm, anh quyết định về quê chăn nuôi. Đối tượng chọn nuôi của anh có khác. Anh chỉ nuôi những loại có giá trị kinh tế cao như chim công, chim trĩ, gà đông tảo hay chim yến mà thôi. Mình thăm dò thị trường. Đầu tiên mình thấy cái con nào mà lợi nhuận cao, nhu cầu thị trường có thì mình đầu tư nuôi. Em thì không chọn nuôi gà, lý do là giá cả thì nó bấp bênh. Hai nữa là nhiều dịch bệnh, giá thấp, lợi nhuận ít. Bên cạnh đó em chọn những con mà quý hiếm, nó ít, có số lượng ít. Mình nuôi thì nhất là dễ bán, dễ tiêu thụ mà giá lại cao, là đỡ công chăm sóc. Khi chọn các đối tượng vật nuôi này do vốn đầu tư cao, nên anh đã loại bỏ được những yếu tố bất lợi về sự bấp bênh của thị trường tiêu thụ và anh đã thành công. Đến nay, giá trị trang trại đã lên đến hàng tỷ đồng. Anh cũng đang lên một kế hoạch hợp tác với nhiều hộ vệ tinh khi cần thiết. Ngoài ra, còn có những nông dân mạnh dạn nghiên cứu khoa học để làm giàu như anh Hoa Sĩ Hiền với các dòng lúa giống ở Tân Châu, tỉnh An Giang, kỹ sư chân đất Nguyễn Văn Rô với giống lúa Hậu Mỹ Trinh của tỉnh Tiền Giang.
Còn rất nhiều điển hình nông dân dám đổi mới, dám sáng tạo để tìm ra giá trị tăng thêm cho sản phẩm của mình. Nền nông nghiệp hiện đại đòi hỏi ngày một nhiều hơn những nông dân sáng tạo, hay nói cách khác, nông dân phải biết tự thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Thực hiện được cái tái cơ cấu này có hiệu quả đó, thì nông dân phải là người cái giữ cái vai trò chính trong cái nền, trong cái việc tái cơ cấu. Khi tham gia tái cơ cấu thì người nông dân phải dần dần thay đổi cái nhận thức của mình, không nên làm theo cái tập quán cũ mà phải làm theo cái hình thức sản xuất lớn, sản xuất mới hơn. Có nghĩa là cần phải liên kết lại. Đáng ra là chúng ta phải tham gia vào các cái tổ liên kết sản xuất hay là cái hợp tác xã. Đây là điều mà nông dân thường ngán ngại, bởi vì trước đây thì chúng ta đã có một cái thời đưa nông dân vào tập đoàn đó, thì có lẽ nông dân người ta nghĩ là người ta sợ. Nhưng mà hiện nay cái việc mà chúng ta tạo cho nông dân một cái mối liên kết sản xuất ở đây, có nghĩa là để mà chúng ta có thể gắn kết với thị trường, để mà chúng ta tiêu thụ với cái giá cả nó hợp lý, nó cao hơn. Cái thứ hai nữa là có thể là đầu tư các cái trang thiết bị hỗ trợ cho nông dân, và nhất là việc đầu tư về khoa học kỹ thuật để làm sao mà cho nông dân chúng ta có thể hạ được cái giá thành sản xuất, rồi giảm cái yếu tố về dịch bệnh, giảm chi phí, từ đó mới có thể tăng được lợi nhuận. Trong cuộc họp với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp dựa vào hộ gia đình là chính, mô hình kinh tế này giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Trong thời gian tới, chúng ta cần tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản với giá cả ổn định và phân phối lợi ích trong chuỗi sản xuất công bằng hơn. Nhận định này cho thấy, muốn tiến lên một nền nông nghiệp hiện đại, thế hệ nông dân với tư duy và cách làm cũ sẽ không còn phù hợp, mà cần có một lực lượng nông dân sáng tạo, đặc biệt là biết vận dụng tri thức để làm giàu. Và với những mô hình đã được phân tích trong phóng sự này, có thể xem là những điểm sáng để tiếp tục phát huy và nhân rộng trong tương lai.